Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài mới ở chương số 8, mạng điện trong nhà. Rồi trước khi tìm hiểu bài mới, cô mời lớp quan sát hình. Hệ thống điện quốc gia bao gồm có nhà máy điện, trạm biến áp và đường dây tải điện để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Các nơi tiêu thụ như là các khu công nghiệp, nông trại, khu dân cư. Ở mỗi gia đình của chúng ta là một hộ tiêu thụ điện trong khu dân cư đó. Vậy thì đặc điểm và cấu tạo của mạng điện ở trong nhà bao gồm có các đặc điểm nào? Để biết được thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài số 50. Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà. Nội dung gồm có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà. Nội dung thứ hai, đó là cấu tạo của mạng điện trong nhà. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ nhất. Đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà. Một nhỏ, đặc điểm của mạng điện trong nhà. Tìm hiểu về điện áp của mạng điện trong nhà. Như chúng ta biết, điện áp của mạng điện trong nhà có mức điện áp là 220V. Về đồ dùng điện của mạng điện trong nhà. Các em hãy quan sát ở nhà mình. Thế thì nhà chúng ta có sử dụng các đồ dùng điện nào? Ở nhà mình có sử dụng các đồ dùng điện ví như đèn, quạt, tivi, nồi cơm điện, bàn là, bếp điện, hay là chúng ta có thể ở có thêm các đồ dùng điện như là máy giặt, máy sấy, máy bơm nước, lò vi ba, hoặc là máy xay sinh tố. Thế thì lớp nhận xét gì về các đồ dùng điện trong nhà ở mỗi gia đình? Đồ dùng điện thì là rất là đa dạng. Hãy nhận xét về công suất của các đồ dùng điện. Đèn có mức công suất là 45W. Bàn là công suất lớn nhất là 1000W. Nồi cơm điện thì tầm khoảng 650W. Vậy lớp nhận xét gì về công suất của các đồ dùng điện? Các đồ dùng điện này có mức công suất rất khác nhau. Nhận xét về điện áp của các đồ dùng điện. Ở đây có bóng đèn, đèn compact với mức điện áp 220V. Bàn là điện áp 220V. Nồi cơm điện, điện áp 220V. Vì điện áp của đồ dùng điện sẽ như thế nào so với điện áp của mạng điện? Đó là bằng. Điện áp đồ dùng điện sẽ bằng với điện áp của mạng điện. Đối với các thiết bị điện, ở đây thì có là cầu dao, có mức điện áp là 600V. Phích cắm điện, điện áp 250V. Thì điện áp của thiết bị điện sẽ như thế nào so với điện áp của mạng điện vậy các em? Sẽ là lớn hơn. Thông thường thì điện áp của thiết bị điện sẽ lớn hơn so với điện áp của mạng điện để đảm bảo an toàn điện, hoặc tối thiểu điện áp của thiết bị điện cũng phải bằng với điện áp của mạng điện. Về đặc điểm của mạng điện trong nhà bao gồm: điện áp của mạng điện trong nhà là 220V. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà đa dạng. Công suất của đồ dùng điện khác nhau. Sự phù hợp điện áp của thiết bị điện, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện trong nhà. Dựa vào phần phù hợp điện áp của thiết bị điện, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện trong nhà, các em hãy làm bài tập. Hãy chọn những thiết bị và đồ dùng điện có số liệu kỹ thuật dưới đây sao cho phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong nhà 220V
và đánh dấu X vào cuối câu. Ở đây có cho 6 đồ dùng điện và thiết bị điện. Lớp hãy lựa chọn thiết bị điện nào hoặc là đồ dùng điện nào phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong nhà 220V. Rồi cô sẽ cho lớp 60 giây để lớp làm. Thứ nhất, bàn là điện có mức điện áp là 220V bằng với điện áp của mạng điện trong nhà nên sẽ là phù hợp. Nồi cơm điện mức điện áp 110V nhỏ hơn điện áp của mạng điện nên không phù hợp. Phích cắm điện điện áp 250V, đây là thiết bị điện. Điện áp của nó sẽ lớn hơn điện áp của mạng điện trong nhà để đảm bảo an toàn điện, vậy thì sẽ là phù hợp. Quạt điện 110V, điện áp nhỏ hơn điện áp của mạng điện trong nhà nên không phù hợp. Thứ năm, công tắc có điện áp là 500V, đây là thiết bị điện. Điện áp lớn hơn điện áp của mạng điện trong nhà nên sẽ là phù hợp. Bóng đèn có mức điện áp 12V, điện áp của nó nhỏ hơn điện áp của mạng điện trong nhà nên sẽ là không phù hợp. Vậy thì đối với các đồ dùng điện có mức điện áp thấp hơn điện áp của mạng điện trong nhà, làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được nó? Biện pháp đó chính là sử dụng máy biến áp để biến đổi điện áp cho phù hợp với đồ dùng điện. Cầu của mạng điện trong nhà. Rồi khi lắp đặt mạng điện trong nhà cần đảm bảo các yếu tố nào? Trước tiên, đảm bảo cung cấp đủ điện và dự phòng khi cần thiết. Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và ngôi nhà. Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa. Sử dụng thuận tiện, bền, chắc. Tìm hiểu về cấu tạo của mạng điện trong nhà bao gồm có các phần tử nào. Cô mời lớp quan sát. Ở nhà chúng ta thì lấy điện từ nguồn điện. Nguồn điện cung cấp đó chính là đường dây dẫn điện. Và truyền tải từ đường dây dẫn điện vào trong nhà, trước tiên nó sẽ qua thiết bị dùng để đo điện năng tiêu thụ. Và ở nhà mình, thiết bị dùng để đo điện năng tiêu thụ hàng tháng có tên gọi là con tơ điện, hay còn gọi là đồng hồ đo điện. Ở bên dưới đồng hồ đo điện có một thiết bị điện có dùng để đóng cắt toàn bộ mạch điện, thì đó có tên gọi là aptomat hoặc gọi là cầu dao tự động. Rồi nói về thiết bị điện thì có 3 loại, bao gồm thiết bị đóng cắt. Thiết bị đóng cắt gồm có công tắc và cầu dao. Thiết bị bảo vệ thì có cầu chì, aptomat. Thiết bị lấy điện bao gồm có ổ cắm và phích cắm điện. Phần tử tiếp theo trong nhà chúng ta sử dụng có rất nhiều, như là quạt, máy vi tính, đèn, radio, tivi, laptop, thì các gọi chung là các đồ dùng điện. Và để truyền tải điện năng từ nguồn điện đi đến các đồ dùng điện thì sử dụng đó là dây dẫn điện. Dây cấu tạo mạng điện trong nhà bao gồm có 4 phần tử
Đó là công tơ điện, thiết bị điện, đồ dùng điện và dây dẫn điện. Nếu xét về mạch điện thì trong nhà gồm có hai loại. Đó là mạch chính. Mạch chính là dây dẫn được nối từ công tơ điện đi vào các phòng trong ngôi nhà. Đó là mạch chính. Và thứ hai đó là mạch nhánh. Mạch nhánh là dây dẫn được mắc vào, được nối vào mạch chính. Thông thường thì các mạch nhánh sẽ được mắc song song với nhau. Cô vừa trình bày xong bài 50, đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà. Chúng ta sẽ tóm tắt lại nội dung của bài học. Bài học gồm có các nội dung sau. Gồm có một la mã đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà, hai la mã là cấu tạo. Nói về đặc điểm có 3 đặc điểm. Đầu tiên nhắc về điện áp. Điện áp của mạng điện trong nhà là 220V. Yếu tố thứ hai nói về đồ dùng điện. Đồ dùng điện thì đa dạng, công suất khác nhau. Yếu tố thứ ba nói về sự phù hợp điện áp của thiết bị điện, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện trong nhà. Yêu cầu của mạng điện trong nhà bao gồm có 4 yêu cầu: đảm bảo cung cấp đủ điện, đảm bảo an toàn cho người và ngôi nhà, sử dụng thuận tiện, dễ dàng kiểm tra và sửa chữa. Nói về cấu tạo, có 4 phần tử: công tơ điện, dây dẫn điện, các thiết bị điện bao gồm đóng cắt, bảo vệ và lấy điện, cuối cùng là đồ dùng điện. Về phần hướng dẫn về nhà, các em sẽ viết bài vào vở. Để thuận tiện hơn cho việc lớp viết bài thì bên dưới là nội dung viết bài của bài 50. Các em đọc trước bài 51, thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà. Đây là nội dung viết bài của bài 50. Cô mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài 51, thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà.